Rồi, xin chào anh em, chào các bác. Thì tiếp tục chiều hôm nay là hàng về nha, hàng về. Thì trước tiên là em khui trước một con amply Clarkman, đó là L505 UX full thùng xốp, full thùng xốp, full phụ kiện đẹp keng cho bác khách ở Long Biên, Hà Nội nha. Thì con này em đã khui trước và lên clip luôn để tiến hành đóng gói gửi cho bác luôn. Đấy. Một con 505 lúc mà anh L55 UX tuyệt đẹp, thì bác mới vừa lấy con DA200 của em ha, để bác chơi, và bây giờ bác chơi luôn con Lookman để cho cùng combo mà cùng tông màu rất đẹp. Khiển riêng, dây nguồn riêng và catalog thì để trong thùng nha. Foot shop đầy đủ, áo tròn đầy đủ anh em nha. Máy đẹp keng, con này sản xuất 2015 nha anh em nha. Con này đẹp không tì vết nha. Đấy. Và bác lấy thêm cặp dây AV đúp 3 số 9 của Đức nè, và cặp ba lăng Van der Hui nè. Ba lăng này bác chơi tạm này đó, còn cái này là tặng cho bác để bác chơi chung với cái đầu Luckman. Rồi đây là ba cộng dây của bác luôn nè. Những con 505 UX này giá nó lên khủng khiếp lắm anh em nha. Anh em chơi thì đấy, tuyệt đẹp nha. Đó, em thấy chân cẳng không? Đó, vàng ghế hết, tuyệt đẹp luôn. Rồi, sản xuất 2015 anh em nha, mát ra băng. Con này có công suất nguồn là 270W nha. Đó, tuyệt đẹp. Con này không có gì để bàn nữa nha, hàng đấu giá siêu thị về. Bây giờ thì nó lên nữa rồi, đấu xong con này khoảng tháng mấy nó về tới thì con khác nó lại lên sàn và giá nó lại tăng từng ngày, do anh em mình mua cao quá, anh em mình đấu cao quá giá càng tăng. Đấy, để chi tiết hình ảnh con âm ly của bác nha, tuyệt đẹp luôn. Thôi em cũng tiến hành đóng gói để gửi cho bác khách luôn nha. Thì tiếp tục tới hôm nay hàng em sẽ về gồm có các sản phẩm sau đây. Anh em các bác nào có nhu cầu thì đặt hàng thì liên hệ trước giúp em nha. Tối hôm nay thì em sẽ về loa một cặp JBL 4428 này, một cặp Boss 601 CD3 màu vàng nguyên thùng xốp này, một cặp 301 CD3 và một cặp 301 CD2. Đấy, toàn là màu vàng hết. Anh em nào yêu sản phẩm nào hãy chốt trước và chuyển cọc cho em ngay, để không thôi những cái cặp hot này về là nó sẽ bay, đặc biệt là 601 CD3 thùng xốp vì gọi phải gọi là zin từ A tới Z 100% từ gân giết. Cực kỳ hiếm cho anh em chơi. Anh em nào nhắm được thì alo trước em để chốt hàng, còn anh em nào đi sau thì phải chịu thôi nha. Và với những cái hàng tuyển chọn này em đấu giá eBay thì anh em lưu ý ha, em không bớt giá được, anh em nhắm được thì chơi nha. Đấy. Rồi, tới đây thì em xin kết thúc clip với anh em nha. Xin cảm ơn anh em rất nhiều ạ.